kể về một vết sẹo trên cơ thể mình trước. Đây các bạn thấy không, con tia cái này vết sẹo từ này chạy xuống tới này luôn nè. Đây là cái lý do mà mỗi lần đi làm nail trời ơi rất là mắc cỡ. Thì câu chuyện xảy ra vào lúc 4-5 tuổi gì đó mình không nhớ nữa. Thì lúc đó ông ngoại có cho mình một trái dừa và mình có dặn má rất là nhiều lần rồi là má ơi, trước khi đi làm á thì má chặt dừa ra đổ cái nước ra cái ly rồi để cho con nạo con ăn. Nhưng không, má đi làm luôn. Dạ thế là câu chuyện bắt đầu. Mà lúc đó trái dừa rất là bự, trong khi cái tay mình nó nhỏ xíu à. Đây cho mọi người coi đây, ví dụ đây là trái dừa nha, cái tay mình chỉ được bấy nhiêu thôi nè. Cầm cái rửa lên, cây rửa chặt phạt không đứt phạt, không hề xi nhê gì luôn, không nhầm nhò gì so với trái dừa luôn. Làm khoảng mười mấy hai chục nhát á thì mình bắt đầu mình mệt rồi, mình nản rồi, cho nên mình quyết định dùng hết sức bình sinh làm một cú chí mạng luôn, chơi một phát ăn lớn luôn. Nó vô cái tay nó dính còn một miếng da chỗ này nè, đó một miếng da chỗ này thôi, còn lại là rớt lủng lẳng xuống dưới. Sợ quá đi ra cái giếng nước, hên ghê, cái giếng nước nó có cái thau nước rồi đó, nhúng vô. Tưởng là lúc đó nhúng là cho nó hết, vớt lên là cái tay nó hết máu, tại vì máu nhiều quá nó sợ. Nhúng vô một thao máu, lúc đó là cái mặt xanh mét rồi đó, không còn một chút máu luôn, nhưng mà không có thấy đau. Xong đi vô trong phòng, trời ơi đi tới đâu thì máu nó nhỏ tới đó. Bắt đầu chùi, máu dính đầy nhà luôn, áo quần trời ơi máu nó dính cùng nhà luôn. Xong cái đoạn này thì chị mẹ mới xuất hiện nha mọi người. Chị mẹ đang vác trên vai bó cỏ, quăng cái bó cỏ xuống cái đùi. Trời ơi con tôi tôi nhanh trí giấu cái tay đi. Xong má tôi vô hỏi, trời ơi sao vậy con, đưa má coi thử. Tôi nói hỏi là má đừng có la con á thì con có dám đưa. Không sợ đau nhưng sợ má la. Xong má chị rồi không có la, đưa đi coi thử. Xong cái tôi nè, má tôi muốn xỉu ngang luôn, má tôi tái mặt luôn. Nhưng mà không có xỉu được, xỉu ai chở đi bệnh viện. Xong bắt đầu má chở tôi đi bệnh viện, đi chạm xá. Xong ABCD băng bó rồi các thứ về nhà. Ừ, tôi vẫn bình thường. 3 ngày sau nó lại là câu chuyện khác. Bắt đầu nó khô rồi đó, cái bông gòn rồi nó dính vô cái kẽ vết thương á. Cái đoạn mà má tôi gỡ ra xong vệ sinh cái vết thương á, nó rất là rát, trời ơi nó rát mà gỡ tới đâu tôi thốn tới đó, khóc quá trời luôn. Cái lúc đứt tay không rát mà cái lúc này mới rát rồi, nó rát thấu xương, rát mà nhớ tới bây giờ luôn, nhớ lại còn ám ảnh luôn á. Nói chung là câu chuyện cũng vui. Còn mọi người thì sao, nhớ kể lại câu chuyện của mình nha. Kể về một lời nói dối nhớ đời trong quá khứ mình trước. Chuyện xảy ra vào lúc mình 5-6 tuổi gì đó, lúc này là mình lớn hơn cái vụ chặt dừa hôm trước nha. Thì chiều hôm đó mình đã ra một chút cái hiên nhà mình ngồi đó, mà mình không có ngồi bình thường, mình ngồi trên cái ống nhựa đó mọi người. Tại nhà mình trồng dưa, ống đó là dùng để tưới nước dưa đó, ba mình hay cuộn tròn lại, ba mình để trước cái hiên á. Thì mình rất là thích ra đó ngồi luôn, ngồi trên đó rất là êm và rất là chill. Mà nó chill thì cái mặt mình sao, mặt như này nè chứ sao. Đang nằm thì mẹ mình đi làm về, mẹ mình vác trên vai bó cỏ. Xong mẹ mình quăng cái bó cỏ cái đùi, chạy tới cái chỗ mình. Con ơi bé, có sao không con? Có sao không mà mặt mày rồi xanh mét vậy con ơi? Lúc đó mình, ủa gì vậy? Ngồi chơi mà có bị gì đâu trời. Tự nhiên thấy mẹ mình quan tâm á mọi người. Lúc đó trong đầu mình có một ý tưởng táo bạo. Nó xạo coi thử, mình bị bệnh thử coi mẹ phản ứng như thế nào. Xong kia mình, dạ, con mệt quá. Mẹ mình quan tâm hơn. Mọi thứ nó vẫn tốt đẹp cho tới khi mẹ mình có một cái hành động mà khiến mình không lường trước được. Chị ba ơi, con bé Thoa nó bị trúng gió nè, qua cạo gió giùm chứ nói với. Qua cạo gió giùm chứ nói với. Cạo gió. Lúc đó tính nói là má ơi, con giỡn á. Nói lặn đòn liền cho nên không có nói lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Chuyện gì đến thì nó cũng đến, bác ba cũng đã qua. Và bác ba cầm theo một cái muỗng để cạo gió. Cái đoạn này là muốn đái ỉa trong quần rồi đó. Cạo cái lưng rồi ngắt cái cổ, trời ngắt quá trời luôn. Nó rất là đau. Rồi mẹ tôi hỏi một cái câu mà nãy giờ tôi trông chờ nhất, đó chính là câu đỡ chưa bé. Trời ơi tôi chứ, dạ cũng đỡ rồi. Xong bác ba nói đỡ cái gì mà đỡ, chở nó xuống chạm xá đi. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ tôi đâu có thể nói là nãy giờ nó xạo được, cũng phải đành xuống chạm xá. Khám xong bác nói là nhỏ này bị thiếu chất nè, bị thiếu chất trầm trọng luôn, cái bụng nó trống rỗng trong này nè, rồi nó xỉu chứ gì đâu. Cuối cùng thì sự làm biếng ăn của mình cũng đã có công dụng. Khám xong thì mẹ chở mình đi về, mình chở về và tấp ngay vô cái quán cháo vịt và mua cho mình một tô cháo vịt và một dĩa thịt vịt rất là bự. Bình thường á là mình sẽ ăn cháo vịt không thôi, lúc nào mẹ cho 5.000 là cũng mua cháo không thôi, không có mua thịt. Tại nhà mình lúc đó không có tiền cho nên là không có ăn thịt, nhưng mà bữa nay mẹ mua cho mình một dĩa thịt vịt rất là bự. Xong mình ăn quá trời luôn, tại ngon quá. Lúc đó thì mình nhìn mẹ mình thương. Xong mình cũng thấy hơi có lỗi với mẹ mình thiệt, nhưng mà tại vì cháo vịt nó ngon quá cho nên mình cũng kệ mẹ luôn. Xong chưa hết nữa là mẹ mình mua sữa nè, mua trái cây nè, mua sữa chua gì quá trời luôn. Còn các bạn thì sao, hãy kể câu chuyện của mình dưới đây nha. Kể về một lần ăn đòn chấn động trong quá khứ mình trước.
Ở đây chắc chắn là ai cũng sẽ có những cái trận đòn roi mặt mình. Và tôi cũng vậy. Nhưng mà đa số nhà là má tôi đánh thôi. Ba tôi ít đánh lắm. Nhưng mà một khi ba tôi đã đánh là chỉ có nhập viện thôi. Và lần nhớ đời nhất cũng chính là lần ba tôi đánh. Thì lúc đó tôi học lớp 4 hay lớp 5 gì đó không có nhớ rõ nữa. Thì học buổi chiều, lúc mà 11 giờ tôi đi học á là trời nó mưa lùng phùng thôi. Cho nên vẫn đi học bình thường, thầy cô vẫn dạy bình thường. Tự nhiên tới 2-3 giờ chiều bắt đầu mưa gió bão bùng tới rồi bão quá trời luôn. Bởi vậy nhà trường cho học sinh về liền. Xui một cái về tới cái chỗ mà cái cầu mà đi qua cái thôn của tôi đó, nó bị ngập, nước lên cao quá trời luôn. Cho nên là thôn có cử 2-3 cái ghe tới để hỗ trợ đưa học sinh về. Rồi ghe chở tôi với chiếc xe đạp qua bên kia cầu. Xong qua cái đầu cầu bên kia thì tôi xuống, tôi lấy xe đạp tôi về. Mọi chuyện nó sẽ rất là bình thường nếu mà tôi về thẳng luôn tới nhà. Không mọi người. Xui đất khiến sao bữa đó tôi tấp vô nhà con bạn tôi bắn bi. Tại mày, những viên bi. Mưa gió bão bùng quá ướt hết đất không có bắn ra ngoài được. Vô trong nhà bắn. Tại vì nhà của nhỏ bạn tôi á, chỗ cái bếp và cái nền đất nó có mấy cái lỗ đó, 4-5 lỗ gì đó, xong bắn vô. Cái con này bắn cái bi của con kia lên thì con đó vô trong cái lỗ đó là con đó thắng á. Vô đó bắn quá trời luôn. Xong ba tôi hở, trời bão lũ mà ba tôi cởi xe lên, cởi xe xuống cái cầu thấy người ta hở chở con người ta về. Xong rồi con người ta được qua cầu rồi mà sao không thấy con mình đâu hết. Tại tôi bắn bi trong nhà, bạn tôi, ba tôi đâu có thấy được. 2000 years later. Bắn mà không biết ở ngoài trời đang tối luôn á. Tôi ra ngoài tôi thấy, ôi trời, sao trời tối tôi vậy trời. Cũng thấy sợ, mà sợ là sợ trời tối thôi, chứ tôi không ăn mà biết ba tôi đi tìm vậy đâu. Xong hả, tôi cũng cởi xe đạp tôi về. Bắn bi thắng quá trời luôn, ăn quá trời bi, vui, cũng đang vui vui trong người. Cái tôi cởi xe đạp về tới nhà, mẹ tôi nói với ba tôi rồi. Trời ơi, anh ơi, con bé nó về rồi nè. Xong tôi cũng kiểu, ủa, gì vậy? Sớm nay tự nhiên đi học về, ba má mừng dữ vậy. Xong cái ba tôi cầm cái roi đứng sẵn. Chào con, ba đứng đây từ chiều. Nằm xuống cái nền cho tao. Nằm xuống cái nền cho tao. Xong cái tôi mới kiểu, ủa gì vậy? Nhớ trong đầu là coi thử có làm cái gì sai không. Xong tôi mới suy nghĩ hoài, ba tôi tét một cái vô cái đít. Mày đi đâu từ chiều tới giờ mà tao tìm mày? Không được. Lúc này là biết rồi đó, biết là rồi, chết rồi, rồi. Mày đi đâu? Xong cái, dạ, con vô nhà bé Tâm mắng bi. Tét một cái nữa, trời ơi, tét tới đâu tôi quýu tới đó. Trời, ba tôi đánh đau lắm, tôi nói nha, nhíu cái đít luôn á. Ba tôi thì cứ đánh, mẹ tôi thì cứ thôi anh, còn tôi thì cứ khóc. Cả nhà tôi cứ vậy hoài. Xong tối đó, trời ơi, má tôi xức cái thuốc vô chỗ mấy cái lằn đó. Trời ơi, cái lằn nó sưng nát cái đít luôn. Xức tới đâu nó rát, nó đau tới đó. Chảy nước mắt sống luôn á, má kêu hở. Trời ơi, ba mẹ lên xuống chờ chụp chứ đó. Tự nhiên hả, mày đi bán bi thì lần sau đừng có vậy nữa nha con. Xong má tôi hở cũng khóc, cũng rớt nước mắt rồi quá trời luôn. Tại vì lúc đó thì mình mới nhận ra cái lỗi của mình đó, là mình để cho ba mẹ mình lo quá nhiều á. Thì câu chuyện đó cũng chấn động lắm, mọi người đánh rất đau luôn. Mọi người có câu chuyện gì thì kể dưới đây nha. Hồi nhỏ có ai từng ia trong quần chưa? Hãy nói là tôi không cô đơn đi. Thì chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 1. Và nó xảy ra trên trường. Mẹ tôi có mua cho tôi một hộp xôi. Và mẹ có nói là ăn nửa hộp thôi, còn nửa hộp ra chơi ăn. Tại vì bụng tôi bị yếu, không có ăn nhiều được, nó khó tiêu lắm. Nhưng không, xôi ngon quá cho nên tôi quất hết một hộp luôn. Ăn xong thấy, ui chà, bụng bình thường mà, có đau gì đâu, má nó xạo à. Nhưng mà tới tiết 2 thì mọi chuyện nó đã khác. Đau bụng quá trời ơi. Nhưng mà không dám xin cô đi ra ngoài. Không hiểu tại sao hồi nhỏ cái cụm từ mà thưa cô cho em ra ngoài em đi vệ sinh không mở cái miệng ra nói được. Mà tức một cái là cái nhà vệ sinh nó ở kế bên cái lớp học luôn. Nhìn qua cửa sổ nhìn xéo xéo là thấy cái nhà vệ sinh rồi. Một giọng mắt ía em ngồi đây, nhà vệ sinh ngồi đây, bên cạnh nhau ngỡ như thật xa. Và chuyện gì đến nó cũng đến. Chuyện gì cần xảy ra thì nó cũng phải xảy ra. Bao nhiêu cái sự dồn nén tôi cho ra hết một bọc trong cái quần slip. Lúc đó tôi nghĩ trong đầu là cuộc đời của mình sẽ trôi về đâu đây ta. Tôi ráng trụ được hết cuối buổi. Và tới giờ đi về, một con bạn tôi nó rủ đi về. Bây giờ phải làm sao đây? Ngồi tôi viết bài. Về trước đi. Tôi viết bài mà tôi không biết tôi đang viết cái gì luôn. Xong rồi tôi nhìn ra cổng trường, tôi thấy chị họ tôi đang đứng trên chiếc xe đạp. Mẹ tôi bận nên nhờ chị họ tôi đi học về ghé đón tôi luôn. Xong chị nhìn tôi chỉ cười. Tôi nhìn chị tôi cười. Xong chị mới nghĩ trong đầu là con này làm như ngồi cười hoài không ra đi, chị trở về trời. Em muốn ngồi đây tới cuối đời được không chị? Hả? Những đứa cuối cùng ở trong lớp nó bước ra. Xong tôi mới đi ra. Xong tôi nói với chị là, chị, em ia trong quần. Xui. Lâu lâu mới đón tự nhiên ỉa trong quần. Rồi để tao dẫn xuống cái mương kia rửa đít. Ồ hên sao lúc đó cái đường là đường đất nha mọi người. Cái đường đất mà nó có cái mương nước. Chị cho tôi xuống cái mương nước. Xong tụt cái quần slip tôi ra. Nó nổi lên một bọt trên mặt nước. Rồi chị tạt nước lên, chị rửa đít cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ trời ơi, sao chị có đủ can đảm chị làm những cái chuyện này vậy. Gặp em là rồi thôi về mẹ đi, thôi nghỉ đi, tao không nhận em út nghỉ đây hết. Chị giặt cái quần slip của tôi.
rồi chị máng cái quần slip lên cái vỏ xe. Tại sao chị lại máng lên cái vỏ xe vậy trời? Chắc là cho nó nhanh khô. Chở về tới nhà trên cái con đường đất đá dòng rất là ê, nhưng mà tôi cảm thấy vậy là quá hạnh phúc rồi, không còn gì bằng nữa. Và ngày đó là ngày may mắn nhất của tôi và cũng là ngày xui xẻo nhất của chị tôi. Và từ đó tôi không bao giờ đón nó nữa. Ai đã từng yêu trong quần rồi kể dưới đây nha. Đã ai từng tức em của mình mà không làm gì được nó chưa? Hello, it's me. Em mà tôi tưởng bà nội tôi không. Chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 5. Lúc đó nó mới có 2 tuổi rồi. Nó nhỏ xíu mà nó lì như con trâu. Mà nó là con gái đó nha. Lì bà cố, nó lì nó quậy kinh khủng luôn. Mỗi lần tôi đi học là auto ở nhà nó vô, nó lấy vở, lấy bút, lấy viết đồ, nó phá banh cái bàn học của tôi luôn. Ai biết gì đâu. Tại vì cái chìa khóa phòng bị mất rồi, ba má tôi không có làm lại. Mỗi lần đi học đó là tôi chỉ đóng lại thôi, không có khóa lại được. Bữa đó tôi mới mua 2 hộp màu, một hộp màu khô và một hộp màu nước, chưa có kịp xài gì hết trơn á. Tôi biết là nó ở nhà kiểu gì nó cũng vô nó phá rồi, cho nên tôi giấu rất là kỹ trong cái tủ quần áo của tôi á. Xong rồi tôi đóng cửa phòng lại. Trước khi đi tôi còn lấy cây roi ra tôi răn đe. Giang, hai đi học nha, ở nhà cấm vô phòng phá đồ của hai nghe chưa. Hai về mà thấy phá đồ hai quýnh chết nghe chưa. Tôi làm mặt không dữ đó. Cái tôi thấy mặt nó xanh. Tôi cũng nghĩ là hình như bữa nay nó sợ rồi hay sao á. Cái mình cũng yên tâm mình đi học. Ủa đi lối rồi vòng lại thôi. Chiều đó tôi đi học về, tôi vừa đá chống xe xuống một cái là tôi bay thẳng ở trong nhà luôn. Tôi thấy nó đang ngồi trên ghế sofa. Y như rằng là nó đang phá màu của tôi. Màu của tôi bê bét đầy cái sàn nhà luôn. Sắc dở, nó vẽ, nó tô màu nước, màu khô, màu bột gì đó. Đầy một nhà luôn. Trời ơi, gan lên tới ốc o nè. Trời ơi, tức mà không nói nên lời luôn. Tôi chạy xuống nhà dưới. Tôi lấy cái dao. Con dao mà dao chặt thịt đó. Xong cái tôi lên, tôi cầm con dao. Mày tin không? Mày tin không? Mày muốn gì? Sao mày phá màu của tao? Mày tin không? Xong cái nó nhìn tôi. Điên. What? Xong nó bỏ đi. What the fuck? Ít nhất thì tao đã làm tới bước đó thì mày cũng tỏ ra sợ một xíu đi chứ. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Nó không sợ. Nó còn kêu tôi điên nữa chứ. Tôi nằm ra tôi khóc quá trời luôn. Trời ơi tôi khóc lê lết luôn, khóc bê bét luôn. Má mẹ, mẹ của tao, mẹ của tao đây, mẹ ơi, ba. Tôi la quá trời luôn. Vết thương trong tim chưa vơi. Ba tôi đi làm về. Em nó hư không biết dậy, nó còn ngồi đó khóc. Tôi khóc lớn hơn luôn. Trời ơi, đó là lần đầu tiên mà thấy hả? Bất lực không chịu được. Lý do tại sao tôi không đánh nó? Nó nhỏ xíu à. Nó có 1 tuổi mấy, 2 tuổi làm sao mà đánh nó được. Tôi chỉ muốn dọa cho nó sợ thôi. Mà nó không sợ. Bất lực luôn, không biết làm gì nữa luôn. Mọi người thì sao? Hãy kể dưới đây nha. Kể về một lần đội quần khi đi chung với mẹ. Tôi trước. Thì năm đó tôi học lớp 6, lúc này là sắp dậy thì rồi á. Mà bạn bè thấy ai cũng mặc đồ lót hết rồi mà mình chưa có mặc. Xong cái tôi ra tôi nói với má là má ơi, mai đi mua đồ lót cho con đi, thì con thấy bạn con ai cũng mặc hết rồi. Xong má tôi kêu vậy thôi để mai tao dẫn xuống chợ mua. Tôi sợ chứ. Thôi má đi mua một mình đi, dẫn con làm gì. Tao dẫn xuống mua mắc công mà về mà không chịu rồi bắt tao đi đổi nữa là tao không đổi đó. Xong tôi nghe má tôi chửi quá rồi thôi sáng mai tôi cũng đi. Vừa bước vô cái sạp á, trời ơi bị quê á, bị xấu hổ, giống như đi ăn chợ băng cấp cái gì á. Xong cái mới nghĩ là ôi thôi đi chung với mẹ mà có gì đâu sợ, thôi bình tĩnh không sao hết, có mẹ lo hết. Nhưng không, bây giờ câu chuyện mới bắt đầu. Mẹ tôi vừa vô cái sạp, mẹ tôi nói em ơi có bán đồ lót không. Xong cái cô bán kêu là có, chị mua cho chị hả? Không, chị mua cho con bé con chị nè. Thôi vô coi đồ lót, vô lựa đồ lót đi con. Điều thiếu điều là tôi muốn lấy cái quần tôi máng lên cái đầu tôi ghê luôn á. Rồi cổ đem ra một đống áo lót với quần lót. Rồi má tôi lấy từng cái yếm lên người tôi. Xong rồi hỏi tôi thích cái nào, thích cái này hay cái này. Tôi mới kiểu má lấy đại đi má, cái nào cũng được. Má tôi chứ mày lựa đi chứ về nhà mày bắt tao đi đổi à. Cái nào cũng được, cái này nè, cái này nè. Cái mặt tôi như cái mền vậy đó. Rồi 15 phút trôi qua thì má tôi cũng đã lựa được mấy cái áo và mấy cái quần cho tôi. Tôi nghĩ là mọi chuyện tới đây là kết thúc rồi chứ. Nhưng không, tới một cái giai đoạn khác. Trả giá. Trả giá. Lúc này tôi không còn muốn đổi quần nữa, mà tôi muốn đóng băng. Áo lót
gì mà 25 ngàn vậy em? 15 ngàn thôi. Xong cổ không chịu, xong má tôi chứ nè, ba cái này 45 ngàn này bán không? Nó quê không có từ nào diễn tả được luôn. Hai người quằn qua quằn lại hoài chắc tầm 15 phút nữa mới chốt được cái giá. Xong đi về. Tôi đi về một hơi luôn. Từ đó trở đi là mua đồ lót gì là tự đi mua nha, không bao giờ mở miệng ra kêu má ơi dẫn con đi nữa, sợ. Sợ tới già luôn. Ai đã từng như vậy rồi hãy kể dưới đây nha. Kể về kỷ niệm ở trọ thời sinh viên nhớ đời. Thật ra không phải là kỷ niệm đâu mọi người, cái này là một cái điều ám ảnh trong cái thời ở trọ của mình. Không hiểu nổi cuộc đời của mình nó xảy ra giống như là một cái thước phim gì đó. Mọi chuyện xảy ra cái gì nó cũng gây cấn hết. Cho nên là cái khúc này cực kỳ gây cấn, mọi người hãy ngồi chú ý lắng nghe nha. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thì hồi mới vô Sài Gòn á, là mình có thuê một cái nhà trọ ở dưới quận 9. Tại vì trường của mình là trường Đại học Văn hóa dưới quận 9, cho nên mình thuê trọ gần đó mình ở. Nó không phải là dãy nhà trọ mà là nhà của một cái bà. Xong bà đó bà cho thuê ở trên cái lầu á. Mà muốn đi lên cái lầu á, không cần phải vô trong nhà, đi lên cầu thang. Mà ở ngoài sân á, nó có cái cầu thang xoắn á mọi người, xoắn đi lên cái lầu luôn. Mà giá tới là 3 triệu rưỡi một tháng lận. Nhưng mà tại vì mình thấy ở cô này của người Bắc, xong rồi cổ còn thờ Phật nữa, lúc nào cổ mặc đồ lam, xong rồi cổ hay tụng kinh đó mọi người. Mình thấy ở đây khá là an toàn, cảm giác như cô tốt tính á, cho nên mình cũng yên tâm mình ở. Thôi giá 3 triệu rưỡi thôi kệ, vô rủ thêm mấy đứa vô ở ghép nữa là ok. Mình đã rủ được 4 đứa vô ở chung với mình, mà 4 đứa này học chung trường với mình luôn. Ở rồi mới biết trời ơi bà chủ bắt khó tính kinh khủng luôn. Lúc đầu nghĩ bà dễ tính đúng không, trời quá khó tính lắm. Liêu liêu các con đã bị dù. Ngày nào cũng nghe bà chửi cái chuyện nhỏ xíu, bà cũng chửi chuyện lớn, bà cũng chửi bà kiếm chuyện với hàng xóm rồi. Nói chung là trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng chửi của bà hết. Chưa kể nha, cứ mỗi cuối tuần ở nhà muốn ngủ thêm được một xíu nữa, ngủ 9-10 giờ không, 7 giờ sáng bà lên. Úi giời ơi, giờ này mà chưa ngủ dậy, dậy đi, chưa lắm rồi. Trời ơi, trời kể người ta đi, đã đi học cả tuần rồi, chủ nhật mới ở nhà được ngủ mà. Không, không cho ngủ luôn. Cứ mỗi lần mà thấy bà la đó là cứ dạ con biết rồi, chứ không dám cãi nửa lời luôn á. Cho dù bà có chửi cỡ nào cũng không dám cãi nữa. Sao hồi đó hiền dữ vậy trời, chứ bây giờ là tới công chuyện rồi đó. Tháng thứ tư là không có đứa nào muốn ở nữa. Đi học đã mệt rồi mà về nhà còn nghe chửi, nó không có đứa nào chịu nổi hết. Xong tụi nó nói là bây giờ mày trích tiền của mày ra, mày trả tiền cọc cho tụi tao trước đi. Rồi khi nào mày chuyển đi á, bà chủ bà trả tiền cọc cho mày lại. Chứ bây giờ tụi tao phải có tiền để tụi tao đi thuê cái nhà trọ khác nữa. Xong cái mình mới kêu hả? Trời ơi, bây giờ tao không có tiền. Vậy khi nào bà chủ bà trả tiền cọc lại cho tao đi, rồi tao lúc đó tao gửi lại cho tụi bay sau. Cái nó cũng ok, nó tìm nhà trọ được xong hết trơn luôn. Xong cái sáng hôm sau mình xuống mình nói với bà chủ là cô ơi, tuần sau là mấy đứa kia nó chuyển đi rồi. Bây giờ còn có mình con ở lại thôi, cô có thể giảm cho con bớt tiền nhà được không, chứ 3 triệu rưỡi cao quá. Bà không chịu. Trời ơi, cái mặt bà đỏ lên luôn. Bà nổi điên á, bà kêu để tối nay tao lên tao nói chuyện với tụi nó. Trời ơi, mình mới kiểu trời nói chuyện gì vậy trời. Cái tối đó bà lên bà gõ cửa, năm đứa quéo hết trơn luôn, tôi cũng quéo luôn. Tại vì sợ bà lên bà chửi đó. Mấy đứa kêu là thôi ráng đi, ráng nghe chửi một bữa nữa đi. Một tuần nữa thôi là chuyển đi rồi, ráng nghe một bữa nữa. Biết bà lên bà nói gì không? Đứa nào chuyển đi? Mới ở cô mấy tháng mà sao lại chuyển đi? Bây giờ các con mà chuyển đi là người ta nhìn vô người ta đánh giá cô. Úi giời ơi, cô chủ cho đứa nào chuyển đi ra đường xe tông, ốm đau bệnh tật chết. Úi giời ơi, mô Phật cô chủ. Bà nói vậy thiệt luôn á, không sai một chút nào luôn á. Năm đứa ngồi mà không dám nhúc nhích luôn á. Tuần sau tụi nó mới chuyển đi, mà bà lên bà trù vậy cái sáng mai tụi nó dọn đồ đi hết trơn luôn. Đáng lý là tôi ráng ở hết hợp đồng để lấy tiền cọc, tại 3 triệu rưỡi nó cũng bự á. Nhưng mà sau khi nghe bà chửi là trời ơi, thôi không tiền cọc tiền kiết gì hết trơn á, bây giờ phải chuyển đi. Bây giờ quyết định là không lấy tiền cọc nữa rồi, mà cũng không dám nói với bà là con chuyển đi, sợ nói bà lên bà trù tiếp. Cho nên là mình đã nghĩ ra một cái chuyện này, là mình sẽ chuyển đi trong đêm, mình chuyển lén á. Tối hôm đó tôi sắp xếp hết quần áo đồ đạc, tôi bỏ vô vali hết rồi. Xong tôi gọi chị tôi 12 giờ tới ngay cái cổng nhà của bà đó, đứng ở ngoài xa xa đó. Xong bắt đầu tôi đem vali xuống. Trời ơi, 12 giờ đem cái vali xuống nha. Rón rén cái lúc mà cầm vali xuống tới cầu thang á, tôi nghĩ trong đầu đó trời ơi, sao mình ở trọ mà khổ dữ vậy trời. Tôi đi tôi còn viết lá thư tôi để lại nữa. Cô ơi, con là Thoa nè, con không ở chung với cô được nữa. Bây giờ tiền cọc con xin để lại cho cô, con không lấy 1 ngàn nào hết. Ở đây cô chửi tụi con quá, tụi con không ở chung với cô được nữa. Bây giờ con phải chuyển đi, cô đừng gọi điện hay liên lạc gì với con nữa. Con cảm ơn. Chưa, cái đoạn cuối tôi nghiêng câu nữa. Cô bớt chửi lại đi, để có người vô ở. Chứ cô cứ chửi vậy hoài là không có ai vô ở với cô được nữa. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây thì tôi bút ráp taxi tôi đi. Chị tôi với anh tôi thì cởi xe máy chạy theo sau. Cái đi một hồi tôi thấy ủa sao cái đường bữa nay nó lạ quá vậy ta, mà tối thui và vắng tanh không có một bóng người luôn á. Cái tôi quay đầu lại, tôi không thấy anh chị tôi đâu hết.
Trời ơi, tôi sợ chứ. Xong rồi chị tôi nhắn tin, Thoa ơi, nói ông đi chậm lại chứ đi nhanh quá đuổi theo không có kịp. Cái tôi mới tính nói là anh ơi, đi chậm lại xíu anh đợi chị em với. Tôi chưa kịp nói nữa, ông gọi điện. Ông gọi điện cho ai á? Rồi rồi rồi, đang qua. Gần tới rồi, chìa khóa để chỗ nào? Lúc này sợ run hết người luôn, cái người cứng đơ luôn á. Nghĩ trong đầu là một là bắt cóc, hai là chở tới cái chỗ bậy bạ thôi chứ không gì hết trơn á. Tôi tính gọi cho chị tôi, xong cái công an chặn đầu xe ba này lại. Tại vì cái đường này buổi tối rắc taxi không có được đi qua, ba lại đi đường tắt này cho nó nhanh. Chưa bao giờ tôi thấy công an xuất hiện đúng lúc vậy luôn á. Xong cái phạt trả đâu mấy trăm ngàn á. Nhờ công an chặn đầu xe lại mà chị tôi đã đuổi theo kịp. Và sự thật là ông chạy qua bên chỗ làm của ba ổng để em lấy chìa khóa. Cái người mà hồi nãy em gọi điện đó là ba ổng đó. Vậy mà không chịu nói với người ta, tao tưởng nó bắt cóc má ơi, sợ muốn chết luôn á. Xong cái chở tới chỗ nhà trọ mới. Rồi từ đó trở đi là mình ở chung với những người chủ trọ rất là dễ thương. Lần đầu tiên ở trọ trong Sài Gòn bị sang chấn tâm lý luôn á. Mọi người có kỷ niệm gì về thời sinh viên ở trọ thì kể dưới đây nha. Kể về lần đầu rụng dâu của bạn, mình trước. Chuyện này nó cũng hơi tế nhị cho nên là mình cho các bạn nam 3 giây để lướt qua cái video này. Nói vậy thôi chứ mấy anh dễ mình lướt qua. Bây giờ mấy cha còn nhiều chuyện hơn con gái tụi tôi nữa. Quý cô nương à, tụi tôi có nhiều chuyện khi nào đâu, kể tụi tôi nghe với. Chuyện xảy ra vào năm mình học lớp 8. Nhìn mình to xác vậy thôi chứ mình dậy thì rất là trễ. Bạn bè cùng trang lứa là đứa nào nó cũng dậy thì hết rồi. Lớp 6, lớp 7 đó là nó dậy thì rồi. Mà lớp 8 mình vẫn chưa có kinh. Lúc này mình mong là cuộc đời của mình sẽ không bao giờ tới tháng nữa. Tại vì tự nhiên thấy có kinh nó mệt mà bị quê, nó không biết làm sao với nó hết. Nhưng mà một ngày xấu trời thì mình đã trải nghiệm cảm giác đó. Và có ngay trên trường. Đang trong giờ ra chơi á, thì mình ngồi mà đang giỡn với mấy đứa. Giỡn vui quá trời luôn, cái tự nhiên mình nghe cái phụt. Xong khi mình bị hoang mang á, hay có khi nào là đái trong quần không ta? Tại vì bình thường mình dân dở mình cười là mình hay đái trong quần lắm. Nhưng mà cảm giác không nên nó lạ. Cảm giác không có mắc đái mà tại sao nó phọt ra cái phụt. Xong mình mới nghĩ là ê, có khi nào là nó không ta? Không lẽ xui dữ với trời, lần đầu tiên mà không lẽ có trên trường. Xong cái mình cũng đang giỡn. Cái mình da bộ mình nhích cái đít qua đó. Nhìn xuống cái ghế thử thì không thấy. Có thể là nó qua hai lớp quần cho nên nó chưa có dính vô cái ghế. Xong mình mới đi ra nhà vệ sinh. Mình ra nhà vệ sinh thì mình tuột cái quần mình ra thì nó chính là nó. Hello, it's me. Không có đem băng vệ sinh mà trong trường cũng không có bán nữa. Mà bán chắc tôi cũng không dám mua đâu, lần đầu tiên bị quê lắm, không có ai mà dám ra mua cái băng vệ sinh trên trường hết trơn á. Xong rồi tôi mới lấy khăn giấy trong nhà vệ sinh á, tôi gói lại. Tôi bỏ vô quần lót. Rồi đi vô lớp học. Trời ơi xui, tiết cuối cô kêu lên bảng. Cô kêu lên bảng giải bài toán hay bài gì đó không có nhớ rõ nữa. Trời lên bảng mình cảm giác chứ trời ơi. Ê đừng có ai nhìn tôi hết nha. Nó không có dính vô cái quần tay, nó chỉ mới dính quần nót thôi. Nhưng mà sợ lắm mọi người, không hiểu cảm giác mà đứng trên bảng á mà viết bài á. Sợ tiêu mà có thiệt nha. Tới giờ ra về, tôi đạp xe đạp về. Đây là xe đạp của tôi, còn đây là đường về nhà tôi. Mỗi lần mà qua cái ổ gà nhỏ đó thì nó phụt phụt. Mà mỗi lần qua cái ổ gà lớn thì nó ào. Tôi đi trên xe đó mà tôi ngồi vô đạp cái xe đạp á. Mà tôi túm cái chân lại nè, túm lại nè. Không có dám mở cái chân ra, sợ mở ra nó ào ra đó. Về tới nhà tôi thấy cái yên xe của tôi tràn lan luôn. Nguyên một dòng xong luôn, cái quần ướt hết luôn. Vô nhà cái tôi thấy ba má tôi đang ăn cơm. Cái tôi bị quê với ba đó. Xong cái tôi đi tôi né cái đít tôi ra. Tôi nhích nhích cái đít tôi ra, tôi không có cho thấy đó. Xong cái tôi vô phòng, tôi thay đồ cái tôi nằm ở chổng luôn. Xong má tôi kêu bé ra ăn cơm. Cái tôi kêu không ăn gì, con không ăn. Cái má tôi mới kêu ủa nãy hôm nay nó đi học gì nó mệt, nó bệnh hay sao vậy. Cái má tôi vô trong phòng hỏi ủa sao vậy, ra ăn cơm chứ sao nằm đây. Cái tôi mới kêu có kính. Thì tôi quê với ba tôi không dám nói bự. Xong má tôi hả? Có kinh hả? Rồi bữa nay có rồi hả? Nè nè, băng vệ sinh nè, để tôi lấy băng vệ sinh cho nè. Nè băng vô đi, đó, mặc vô đi rồi ra ăn cơm nha. Đã nói nhỏ nhỏ rồi, tự nhiên má la lên. Quê muốn chết luôn á. Rồi mày xong chưa? Giờ tới công chuyện với tao nè. Tôi giặt cái băng vệ sinh ra. Tôi không biết băng. Tôi không biết dán vô cái quần sao á. Trời ơi dán mặt này rồi hai cái cánh rồi tùm lum tà lét. Tôi quặn một buổi nữa cái tôi dán vô trong được rồi. Tôi tưởng đâu là mọi chuyện kết thúc rồi chứ. Tôi tính là để ba má tôi ăn cơm xong rồi tôi ra tôi ăn. Cái ba tôi nói với má tôi đi vô coi thử nó băng được không, dán cho nó kìa. Quê nữa. Không hiểu sao có làm gì đâu quê dữ trời.
Tôi cũng không biết cái tâm lý lúc đó của tôi là gì, nhưng mà tôi nhớ như in cái cảm giác lúc đó là tôi muốn là ba má tôi đừng có quan tâm gì tới tôi hết, coi tôi như tàn hình đi, lơ tôi qua một bên đi để tôi mình ơn vậy đó. Hình như ba má đã nghe được tiếng lòng của tôi cho nên không có làm phiền tôi nữa. Ăn cơm xong ba má dọn đi rồi ba má đi ngủ. Lúc này tôi mới ra tôi lục cơm tôi ăn, tại đói quá rồi. Và từ đó trở đi là tôi bị rụng dâu trên trường thêm mấy lần nữa. Không có thoát nổi hay sao, con gái đứa nào mà bị rụng dâu trên trường là tao nói nha, xui xẻo kinh khủng luôn á. Còn mấy bạn thì sao, hãy kể chuyện rụng dâu của mình dưới đây nha.